Một ổ khóa két sắt bốn cạnh. Ngày hôm nay thì tôi sẽ thử cắt nó ra xem ở bên trong cái ổ khóa này thì gồm có những gì. Đây. Và đây là tất cả những thứ ở bên trong của một cái khóa bốn cạnh của két sắt. Ở bên trong này chúng ta có những viên bi. Đây, có 3 viên ở một khe. Đấy, 3 4 12 có đến 12 viên bi ở trong một chiếc chìa khóa, rất là khó để mở. Và cái phần thân này được làm bằng đồng. Phần bọc ở ngoài của nó rất là dày như này. Đây anh em này, phải cắt đến 2 lần hai bên và cắt ở trên nữa là 3 lần thì mới cắt được xong cái ổ khóa két sắt này. Đó, anh em nhìn vậy thôi nhưng mà để mà cắt được nó rất là mất thời gian. Nếu như mà những tên trộm mà đục phá như thế thì cũng khá là ok. Anh em có thể chọn lựa những loại két bốn cạnh như vậy.